왜요? 어? 어디 갔지? 아니, 오픈해? Tôi đang xem một chương trình. Mino cookie. No. Tôi đang xem. No cookie. À, no cookie. Thế nào, chồng con. Em cảm ơn anh Tony Nguyễn. Giờ em ăn ngon quá trời ngon luôn nè. Không phải, trời đang mưa. Bán khách sợ ăn chăm một cá. Cho cái ép có nộp sơ sò. À mất ban hạt à. Thì cơm nên video ổn là chả. Một quả. Mọi người ơi, đây là bánh bột mì, bánh bột mì không nha. Đấy, đây là bánh bột mì không, nhìn nó không có đẹp đâu nha, nhưng nó ngon. Cái bánh này á là mình chỉ bỏ trứng nè, sữa, mới sợ đặc, cái bột mì thôi. À quên bỏ muối, trời ơi, quên bỏ muối. Số cơm bắp, cam bắp hết nè. Tây bắc nha, chúng ta chỉ đâm lỡ một mạnh nè. Hả, chỉ đâm tổ bái lộp nè đây. Chúng ta mắt sức toàn, mắt sức sợ. Cái này ăn với gì ngon ta? Cái này có quả chuối cán ra bỏ vô chiên thì ngon biết bao nhiêu nhỉ? Ăn thế này ngày mai bổ béo luôn. Hôm nay tập thể dục được bao nhiêu, một tiếng đồng hồ coi như bỏ sông bỏ biển hết rồi nghe. Hồi ăn tập thể đúng 1 tiếng 10 phút. Nhưng giờ là đổ xong đổ biển hết rồi đó. Ăn vô tập tiếp. Ăn xong vô tập lại. Ali hello.
Cái này trời mưa chiên ăn là quá trời ngon luôn. Hồi xưa nhỏ mà mỗi lần chiên bánh này là ăn kinh hồn luôn á. Tại vì bị bệnh á, không nên ăn bột mì nhiều á. Đấy thì ở nhà mình làm vẫn ngon hơn nha. Ngon ghê. Em đang nhèm cái ong ở đây nè. Joker, hello, welcome. Ăn từ từ thôi. Tôi có chiên có 3 cái hết bây giờ. Ăn từ từ thôi. Tại vì chiên có 3 cái à. Mà sẽ sợ. Tắc chua ai ơ. Ai ơ, ác sắc. Ý có miếng cà rô bắp cập chơi ạ. Sáng cà rô ăn nó khó. Chúng ta chắc chắc những người có thơ thơ mà sẽ sợ. Trời ơi, ở Việt Nam mình công nhận TikTok Universe bay veo veo luôn á ha. Ba mô có xếp chị. Ba mô có xếp chị. Anh nhìn em sinh năm nhưng ở trên live em không có nói năm. Nhưng anh... Ồ, đúng cô. Tôi thật nhiều người á. Anh nhìn em... Em nhìn em, anh suy nghĩ em sinh năm. Đố anh em sinh năm nhiều ạ. Đố luôn á. Hai nghìn không trăm lẻ hai là nhiêu tuổi ta? Hai mươi hai tuổi hả? 22 tuổi lớn hơn 3 tuổi.